Ok, xin chào thầy mọi người trở lại kênh của mình nhé Hôm nay đổi gió một tí trong cái quãng thời gian chả lên con tướng gì cho người xem cả nhỉ? Và cũng không đầu tư nữa, cũng chả có gì nhiều quá các bạn xem Hôm nay chúng ta bàn luận tí về ngày cuối của cái ác ma nhé Hiện tại và để ý ở đây đồng hồ còn khoảng 13 phút nữa chúng Ta cùng chém gió một tí xem ông nào sẽ là top 1 nhé Ở thời điểm hiện tại đây mình sẽ quay trong phạm vi cụm 1 Tới đơn giản nick mình ở cụm 1 Còn cụm 2 chắc là bỏ qua nhé Thì ra chủ yếu mình quan tâm cụm 1 thôi Nhưng mà trước khi vào nội dung chính của video này Đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé Chúng ta còn đang vào nội dung chính của video nào Hiện tại ở đây thì bạn đang thấy ở trên bảng xếp hạng nó có bạn top 1 ở bên S21, bạn top 2 ở S1. Nói chung mùa nào, cũng S1 này, mùa nào phải có S1 trong này, mùa nào phải có S1 trong này. Mùa hạng thứ ba ở đây là S21, thứ tư S8, thứ năm S18, tiếp tục có S7, S3, S1 tiếp này và S18 và S2. Thì thường thì câu chuyện mình hay nói là thường bạn nào lên top 1 sớm thì thường hay mất top. Để ra cũng không biết là lần này trường hợp này có đúng hay không. Thực ra bản chất ở đây cũng không hẳn là top 1 sớm thì bạn này cứ lên lên xuống xuống ở đây thì mình chưa biết chính xác thế nào. Nhưng hiện tại đây mình không biết là hiện tại con số 39 này nó là con số cao nhất chưa Tại vì mình vừa là mới thấy con số nhảy lên một tí tức là vẫn đang cống cố và sao ấy Nhưng mình không biết là liệu đây là con số chính xác chưa Tại vì nếu con số chính xác như này mà được top 1 là cũng khá may mắn đấy Tại vì nếu bạn gặp những thằng như mình chắc chắn con số 39 này bạn chốt hạn sớm là bạn sẽ mất top ngay lập tức Nhưng mà vì mùa này mình chẳng có gì để cống cả nên ra tức là ở đây chém gió thôi và tiếp tục ở đây bạn top 2 ở đây bạn Châu Tiên Sinh đây mình không biết là con số 3566 này đã liệu là con số cuối cùng hay chưa đúng không nhỉ? còn bạn top 3 đây cùng cùng công hội nghĩa chắc hai bạn này cùng công hội chắc chỉ một bạn đại diện lên đua thôi à, cùng cùng server nhé tại vì đều là s 21 cả đúng không nhỉ cùng s 21 cả chắc không dạy gì hai ông cùng đua một, một mùa đâu tại chả diện gì cũng vậy tức là có thể mình nghĩ tỷ lệ cao bạn top 3 này chỉ là đua cho vui còn lại đua cho vui quáng lấy điểm lấy điểm cây ác ma chính thôi để đổi kinh nghiệm linh tinh thôi còn uh, chủ yếu mình nghĩ là bạn này sẽ bạn đại diện s 21 để đua còn bạn này chắc chắn sẽ là đại diện s 1 đua rồi tung 35 triệu điểm không có lý do gì để dừng đúng không nhỉ còn nhưng mà các bạn cũng phải hiểu một điều là có thể một bạn nó không trong top 10 có thể nhảy lên nhé tại vì đấy hoàn toàn có thể được tại vì cây ác ma tính là tính đến lúc 10 giờ ngày cuối cùng tức là khi kết thúc nốt hơn chục phút nữa này kết thúc ấy ông nào top một ông chính xác vì tại đây tiếp tục mình làm mới xem có nhảy thêm gì không nhé đây là những cái điểm phía dưới là các bạn nhảy lên mặc dù số điểm chưa cao lắm nhỉ về mặt nhìn chung với cái ác ma thì bạn phải chú ý một điều ở đây là ăn nhau dây cuối thì dây cuối thôi nhưng mà dây cuối những rủi ro một chút là cái vấn đề là có thể ấn không kịp nhé thành ra nói chung là thường người ta sẽ lên số điểm cao cao trong khoảng tầm một phút cuối người sẽ lên số điểm cao cao một chút còn chỗ dư dư một chút thì người ta sẽ dồn vào dây cuối nên nói chung là hiện tại chưa biết tình hình như nào đây về phương diện cá nhân của mình mình sẽ thích một bạn ở server khác F1 lên được hơn thì đơn giản mùa này công hội mình không ai đua cả nên mình không muốn là người khác trong cùng server mình lên được đấy là về mặt quan điểm cá nhân như thế là phải hơi ích kỷ một tí mà ta phải thích như thế còn trên bản chất vấn đề ở đây cũng không biết nó nào một lần được tại vì 35 39 cách nhau không quá nhiều thường người ta đua đến mức 35 triệu điểm ấy mà người ta thấy kẻ thù lên 39 triệu điểm trong cái thời gian mà chưa phải kết thúc ấy Nên là ta lên trước một thời gian hơi dài dài một chút ấy người ta sẽ cố gắng tìm cách gì ví dụ nạp thêm thẻ vào hay kiếm thêm cái gì đó vào để kiếm vượt qua con số 39 mươi tức có thể lên thẳng 40 triệu điểm không nhỉ tức là bảo lên con số quá cao cách quá xa thì hơi khó nhưng mà để lên hơn hơn một chút xíu mình nghĩ có thể lên được chứ còn thường ít ai đầu tư 35 triệu điểm vào xong ngồi nhìn thằng này 39 triệu điểm nó thắng đâu thường thường sẽ không như thế nhưng mà tuy nhiên đấy là vấn đề phỏng đoán thôi còn trên thực tế có thật hay không thì mình chưa biết được hiện tại vẫn đang tiếp tục xem xem tình hình nó dịch chuyển hay không hiện tại nói chung đang hóng từng ngày từng giờ cũng nhỉ mà thường cái công hội nào mà có top 1 nhiều bạn trong top 10, thường công hội đó sẽ là công hội top 1 trong cái vấn đề xếp hạng của công hội. Mà hoặc là thường công hội nào hoặc là công hội nào có không có top 1 mà có nhiều top trên top 10 sẽ có cơ hội cao. Nói chung hiện tại nên chung chỉ hóng thôi, chỉ hóng thôi và thường ấy thì cái ma thì thường người ta sẽ hạn chế không livestream stream gì đó nhé tại vì cái ma thì ra không biết trước cái gì được và cái ma thì thường ấy bạn không được phép tin đối thủ bạn nói là bao nhiêu điểm nhé ví dụ như trước cái ma bạn hỏi xem bạn các bạn dự kính đua bao nhiêu triệu điểm cây ấy người ta nói con số thì đôi khi bạn phải hiểu một là người ta nói con số thật cao để hù bạn hai là người ta nói con số thấp thấp một tí cho bạn chủ quan đúng không nhỉ nên là ra cái này bạn không được phép tin bất cứ ai đúng không nhỉ bạn chỉ phép tin chính bản thân bạn thôi là bạn có bao nhiêu điểm mà xem có tự tin hay không Ví dụ bây giờ bạn đã có 40 triệu điểm mà thấy cái này 39 triệu điểm ấy thì nếu bạn cảm giác không an tâm lắm thì bạn đừng có đua vội mùa này và để mùa sau lên thẳng gom thêm mùa sau lên khoảng tầm 50 triệu điểm đi, cống cho an toàn đúng nhỉ? Hoặc nếu bây giờ bạn thấy 39 triệu điểm và 40 triệu điểm mà bạn tin mà có niềm tin rằng bạn này không còn điểm ấy thì bạn cống luôn 40 triệu điểm và lên tốt thôi. Nhưng trường hợp đấy hơi rủi ro một tí, tại vì thường người ta 39 có thể lên tầm 40 hay bạn này 35 có thể lên cố là tầm 40 có thể được đúng nhỉ? Hoàn toàn có thể được, tại vì ta sẽ không lên sớm hết tất cả. Thường thường như thế nhưng cũng có những trường hợp khác là vì ai cũng nghĩ người khác sẽ không lên sớm ấy nên thành ra cái người lên sớm là thành người lợi thế nhất <laughs> hay đơn giản một điều bây giờ đang đến giờ phút quyết định của game nhé đùng một phát game bị mất kết nối tất cả bị ao hết ra khỏi game ấy thì ông nào top một ông ấy sẽ được top một nhé thì thường người ta sẽ xử lý như vậy để <laughs> ra cái yếu tố may mắn rất là nhiều tiếp tục xem thêm là mới tiếp nào vẫn chưa đến nhảy gì nhỉ nói chung thường cái dây cuối là dây quan trọng nhất ấy. dây cuối là dây quan trọng nhất và vẫn nhấn mạnh mọi người điều ấy khi bạn đua top trong cái game đấy không bao giờ tin được tin ai cả không nhỉ thậm chí là chính những cái người đua cùng bạn ấy không được phép tin Tại vì ai sẽ cố gắng lấy top 1 thôi. Mình tin rằng ai sẽ cố lấy top 1 thôi. Nên không ai có chuyện là người ta nói con số chính xác để bạn vượt qua người ta đâu. Người ta sẽ nói bạn con số thật là ảo một chút nhỉ. Một số bạn hay bảo mình là mình hỏi bạn ấy mình bạn bạn hay nói với mình là bạn hỏi bạn đối thủ người ta bảo như thế. Nhưng quan trọng là hiểu ra đó là đối thủ của bạn. Tại sao phải nói thật cho bạn không nhỉ? Nó sẽ nói sai một chút cho bạn sợ. Nên ra chung bạn không được phép tin ai. Nói chung là nếu mà mùa này 39 triệu điểm thì cũng nhẹ đấy. Tại vì bản chất là mình tính là kiểu đơn giản nhá nếu tất cả các top mình cứ coi như các top đầu tư ngang ngang tầm nhau tất nhiên điều đó rất là khó mà cứ coi như thế đi thì nói chung nếu mùa một khoảng tầm 40 triệu điểm sau đến mùa 2 lên tầm 45 triệu điểm ấy thì mùa 3 ít cũng phải tầm 50 triệu điểm đấy là với điều kiện các top đầu tư ngang tầm nhau còn nếu các top không ngang tầm nhau thì mùa 2 nó chỉ dao động khoảng tầm 40 đến 45 triệu điểm thôi nên này ra nếu bạn muốn chắc ăn thì bạn phải vượt qua con số đó tại vì trong một thời điểm ấy thì thường một top ấy nếu người ta đầu tư đều ấy thì từ mùa cây này sang mùa cây mới người ta sẽ có khoảng tầm 10 triệu điểm mới như vậy thì nếu một người, một người tốt không đua từ mùa 1 mùa 2 ấy, người ta hoàn toàn để lên khoảng tầm 50 đến 60 triệu điểm cho mùa này. Nên thành ra nếu bạn muốn chắc ăn phải tầm 60 triệu điểm. Còn nếu bạn thích hên xui và có tầm khoảng từ 40 cho đến 45 triệu điểm thì an toàn một tí được. Còn nếu bạn có ít hơn như kiểu tầm 39 thì cũng rủi ro lắm. 39 thấy cũng run lắm. Nhưng tuy nhiên mà điều thì cũng mong là bạn ấy sẽ thắng. Thì hiện tại giờ mình nghĩ là tầm này chưa thấy ai nhảy lên thêm thì cũng tỷ lệ ca chắc chỉ có S21 S1 đua thôi thì nói chung về cá nhân mình mình cổ vũ S21 một tí nhưng mà nói chung cũng không thể tránh trường hợp S1 lên được tại vì S1 thường cái thời gian ra lâu hơn ấy nếu người ta không đua cái mùa nào thì chắc chắn số lượng điểm của ta sẽ rất là lớn thì ra cái này rất là hên xui thậm chí cái bạn top 10 của S1 này cũng à, top 8 này bạn hạng 8 này cũng hoàn toàn thể nhảy lên dây cuối rồi nhé tại vì hiện tại người ta đang 12 triệu năm là chắc chắn top 10 thôi nhưng người ta hoàn toàn thể nhảy bật trong dây cuối phát lên top 1 đúng không nhỉ thì ra bạn không biết trước vấn đề ở đâu Nói chung bây giờ có lẽ mình sẽ phải tạm dừng video một chút. à đây bạn thấy cái top 10 vừa nhảy lên bạn nữa nhảy lên top 10 này. Mùa này thì không đuôi bạn thấy mình tận hạn 228 nhỉ. Để mình chờ mùa nào đẹp đẹp mình lên thôi chứ mình không cần lên nhiều gì. xem còn gì rác rác thì vứt vào không mấy cái này ít quá chả bỏ vứt. Mình cứ để vậy đã. Chủ yếu mình tống mấy cái đồ vớ vẩn đi thôi, mấy cái đồ rác đi tí cho rộng túi thôi. À, vì ra xem bên ngoài còn nhiều cái đồ rác còn cống bớt cho rộng túi, mấy cái đồ tím tím thì thường hơi 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 chật trội. Mấy cái đồ đấy không cống được nhiều điểm lắm thì vứt đi cũng được. Đây mấy cái này chắc cần cống một tí vào cho rộng ra tí nó cũng khá khá điểm đấy nhưng mà tuy nhiên điều nó không nhiều so với vật phẩm khác nên mình cống bớt đi cho rộng túi đồ mình sẽ cống bớt cái chỗ này đi một tí nhỉ trong quá trình mình chờ xem kết quả bạn nào top 1 nói chung thì mùa này rảnh nên hóng 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 để khác top 1 còn mùa này mà mình đua mình không dám quay đâu vì khi quay có thể là mình lỡ nhịp không cống không 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 cống hiến kịp ấy nên thành ra cái mùa này không đua mình dám quay cũng định lên livestream mà nghĩ là livestream nó ngắn quá chả biết nói gì ấy nên tôi quay một video gọn gọn khoảng tầm chục phút cho người xem đúng nhỉ nên đây mình sẽ cống hiến một tí với cái đồ này và cho nó gọn gọn tí Tại vì những cái này mình nghĩ tích chả đáng là bao nhiêu, tích một con pet bậc 1 nó ngon hơn ấy. Thì ra mình sẽ cống bớt cái đống này đi cho nó gọn túi đồ một tí. Thế bây giờ túi đồ cảm giác hơi chật chật rồi, mình sẽ tống bớt cái đống này đi. Và tất nhiên là bạn tích được càng nhiều càng tốt, mà tích cái này nhiều cũng rất là nhiều điểm nhá, nhưng tuy nhiên nó không nhiều bằng những thứ khác. Thế chứ bạn phải cố gắng rất nhiều thôi. Ở mùa này bên cụm 2 có số người bạn của mình đang đua nhưng tuy nhiên thôi mình bảo thôi cụm 1 nó luôn hot hơn ấy thì người ta quan tâm cụm 1 thôi. Còn bạn nào muốn biết kết quả chắc lên fanpage của game chắc là ta sẽ công bố top 1 là ai thôi. Nên là mình chỉ quay một người cụm 1 ta tiện đích mình luôn nhé. Thế rồi mình sẽ ấy một số cái này để mình cống hiến thêm một tí. Cũng tương đối một chút thôi bạn không cần thiết phải cống hiến hết đâu. Chúng ta đang còn nhiều thời gian quá đi cống hiến thêm một tí. Và cái điểm cống hiến thì chắc chủ yếu là đổi điểm kinh nghiệm trái ác quỷ thôi. Tại vì đơn giản một điều bây giờ mình thấy có cái con bực một trong cái cái ma ấy. Cái số điểm nó quá là nhiều. Đúng là chỉ số nó tăng cũng nhiều thật đấy. Nhưng mà cái điểm nhiều như vậy thà mà đơn trái ác quỷ còn ngon hơn. Và lưu ý bạn nào mà tốt một mùa này chú ý một chút nhé Là cái nâng cái trái tên lửa mức độ 7 sao sẽ nhẹ hơn là nâng trái thiên cơ mức độ 8 sao nhé Thành ra nếu bạn không nhiều kinh nghiệm lắm thì nên để tên lửa nhé Để bạn nâng lên thành trái cộng 10 để lấy cái hệ thế nộ sớm nhé Chứ còn nếu bạn lên như mình thì có vẻ hơi nhọ một tí Mình không biết giờ đã fix cho được tụt xuống chưa nhưng mà thời điểm mình lên ấy Là lên 8 sao không xuống được 7 sao Nên đâm ra một điều kinh nghiệm nó hơi thiếu thốn một tí mình không lên được cộng 10 còn nếu bây giờ nó phích được xuống rồi thì tốt quá mình không tiện thử ở đây mình ngại thử nhưng mà thời điểm mình lên là không không xuống được mọi người chú ý như thế là lên 7 sao sẽ rủi ro à, lên ở 7 sao ấy sẽ có lợi thế lên được cộng 10 cao hơn. Thế nếu bạn muốn chơi trái cộng 10 thì bạn phải để 7 sao bạn nâng lên. Vì mình tin là chắc các bạn chưa dư kinh nghiệm mức lên được cộng 10 quá quá quá, quá dư kinh nghiệm đâu. Tại vì ngoài việc lên của trái cộng 10 bạn lên cái trái khác cộng 5 cộng 6 một tí không nhỉ? Như vậy thì bạn để trái quỷ 7 sao nâng sẽ dễ hơn được trái 8 sao nhé còn nếu như bạn nào không ngại vấn đề kinh nghiệm ấy bạn thấy thoải mái kinh nghiệm hay bạn không muốn lên cộng 10 ấy, thì bạn chỉ đơn giản bạn nâng lên 8 sao cho lợi về mặt chỉ số cao hơn thôi à, sẽ gây quyền một tí cái này và cho nó rộng rộng túi đồ tí nhá quyền góp tí vào nên chả đáng là bao nhiêu mà có ba bốn ca điểm một một cái mà chả được mấy nhưng mà thôi cứ vứt vào được tí nào hay tí đó vứt vào cho rộng túi đồ luôn như tư tích cái này nó tốn túi đồ quá ngại tích mình sẽ vứt vào tí cho nó rộng túi đồ hơn tí nói chung mình tin là hai bạn top một top hai sẽ dồn ở dây cuối thôi một là người ta hết sạch rồi hai là sẽ chốt hạ nhau ở dây cuối thôi chứ còn mấy giây còn những cái phút này còn 4 phút nữa chắc chưa chốt hạ sớm đâu tại giờ lên sớm đối thủ hôm nay nó còn tiền hạn nó lại đập thêm vào cũng chết không nhỉ và như chia sẻ mọi người đấy cái này đua nhau chủ yếu đua vật phẩm thôi chứ tiền nó không giải quyết được nhiều đâu Tại vì tiền nó không được giá trị cao vật phẩm ấy, người ta quy đổi ra vật phẩm sẽ được lợi hơn rất là nhiều. Còn bây giờ vật phẩm nào lợi nhất trong quá trình mua cũng không biết đâu, tại vì ra cái này rất nhiều thứ mình cũng không để ý được. Rồi hiện tại mình lên 2, 228 thì lên được bao nhiêu nhá? Đây là 202, 202 thì vẫn là top 300 nhỉ. Vẫn là top 300 thì kệ vậy thôi, thì sẽ trả lên cố làm gì. Nên chủ yếu lấy phần thưởng tương đối mà top 300 vẫn thế thôi. Chủ yếu là quay xem top 1 có nhúc nhúc, nhúc chứ gì chưa nhỉ? Mình tin là một trong hai bạn này sẽ nhích điểm lên chứ không có chuyện để yên số điểm ở đâu. Cả hai cùng nhích thì hơi khó nhưng chắc chắn một trong hai bạn sẽ nhích lên. Và thường bạn nào ít điểm hơn sẽ cố gắng nhích lên hơn đúng nhỉ. Còn nếu bạn này mà không nhích lên được nữa thì đúng là mắc nhọ rồi. Vì cái số điểm bạn chuẩn bị ấy nó không đủ để có thể vượt qua top 1 ấy là mắc nhọ rồi. Thế là cái tội lên sớm rất là rủi ro. Nhưng nếu người ta vượt qua được thì thì cái bạn này lên sớm lại dại mặt đúng không nhỉ? Nói chung cái này nó hên xui lắm, nó chẳng nói rất điều gì đâu. Nói chung tất cả câu chuyện đây ấy là vấn đề hên xui rất nhiều chả ai biết trước điều gì đâu nếu ai biết trước người ta top 1 lấy tên lửa hết rồi đúng không nhỉ Nên cái này nói chung là chỉ nói phép một tí như vậy thôi chứ thực ra cái này nếu mà tâm lý bạn là người chơi như của mình là người đua ấy cũng rất là tâm lý thôi tại vì thực ra cái này rất là rủi ro chẳng qua hiện tại đang nhắm ở đây có thể tỷ lệ cao để cái bạn hạng 8 này hạng hai hạng 1 sẽ là ba bạn uh, tranh nhau có cũng chưa biết được con bạn nó ở đâu có thể lên đâu tại vì thực ra không nhất thiết phải trong top 10 này lên có những bạn khô máu ấy mức là một là top 1, hai là hai là hai là không có top luôn tức là người ta chơi dây cuối ấy, ấn thành công có thể vào nhiều điểm người ta ấn thành công ấy top 1, ấn hụt không kịp cống hiến là không có trong top luôn thành ra cái này không biết trước điều gì đâu đây một số bạn ngày xưa mình nhớ một số mùa hay bảo thắc mắc tại sao loài ra một đứa không trong top 10 lên top 1 thế này khi có những cái sự kiện dự đoán top 1 ấy thì người ta phải hiểu cơ chế của game là tính dây cuối ai top 1 là top 1 thôi chứ không có nghĩa cái là trong top 10 là top 1 thường những người top 1 có thể là người ta không trong top 10 cơ đấy chuyện hết sức bình thường tại ta phải căn do xem là có đủ điểm để lên top 1 hay không và cái này cũng là đọ tâm lý nhau rất là nhiều. Đôi khi tâm lý yếu là không chơi trò này đâu. Chơi cái này đôi khi bạn chơi liều một tí. Ví dụ bạn thấy 39 mà có khoảng tầm 45 triệu điểm phải liều lên đi. Phải tì, niềm tin là người này không thể lên được 45 triệu đúng nhỉ? Còn nếu mà chỉ có 40 triệu điểm là bạn tâm lý cực kỳ đấy. <laughs> 40 với 39 nó sát nó rất là suy sát nhau ấy mà cái kiểu tranh nhau một xíu điểm mà mất top 1 thì đúng là ức chế nhiều ngày nhớ từng chứng kiến rất nhiều bạn là đua hụt cây ác ma nghỉ game rồi <laughs> đấy chuyện hết sức bình thường nhưng mình muốn làm tâm lý một chút là không may đua hụt mùa này ấy, thì cố gắng mùa sau mùa sau nữa chứ đừng có nghỉ game nhé nghỉ game cái này rất là ấy còn đã từng có những trường hợp nghỉ game vì đua hụt cây đấy đang còn một phút nữa giờ đến giai đoạn này sẽ đi làm mới nhiều một chút chúng ta sẽ là hóng mình rất là hóng mình không quan tâm các thứ khác giai đoạn này chỉ quan tâm ai top 1 thôi và mình mong bạn S21 hay một bạn S nào đó sẽ lên top 1 Chứ mình cũng không muốn S1 lên top 1 đâu Tại vì những bạn trong này đua không có bạn nào trong cộng hội mình cả Nên thời ra nói chung về về vai trò cá nhân thì mình không thích điều đó chút nào <laughs> Thì mình mong là không có bạn nào lên lên 39 là khá cao rồi, mong bạn sẽ cố được khoảng tầm 45 đến 50 triệu điểm 50 triệu vẻ hơi khó, chắc là mong bạn lên được 45 triệu điểm Chứ để 39 triệu điểm mà để nó vượt lên khoảng tầm 40 triệu điểm là cay lắm mình muốn đã thua 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 cho xa nhé đã thua thua, thua cho xa đó là bỏ công đỡ ức chế nhưng thua kiểu suýt sát nhau rất là cay cú nhé thì cái này đang hóng nhé. nói chung là rất là mong Cái bạn s 21 sẽ được top 1 đấy <laughs> tại nguyên tắc chung thì ta không, không ta không hỗ trợ cho đối thủ của chúng ta nhỉ ta sẽ mong người nào không phải đối thủ chúng ta lên mình đang chờ đây những 54 giây cuối ta cùng xem sự biến đổi của cây ác ma nhé bây giờ không ai biến đổi thì đúng là buồn cười thì thường người ta sẽ biến đổi giây cuối rất là nhiều mình không quan tâm mấy bạn top dưới chỉ quan tâm top một top hai thôi Tốt 1, 2, 3 xem có sự thay đổi hay không nhé Thực ra sẽ tầm khoảng tầm 10 giây cuối sẽ sự biến đổi Chứ còn tầm ba mươi mấy giây chưa là gì nhỉ Ăn nhau mấy giây cuối thôi Thì khi đó nó bục phát số điểm ấy, thì người ta muốn 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 thay đổi cũng khó Nói chung là ít điểm thì muốn thay đổi cũng khó nhé Nên là ra cái cái này xem xem nào 26 giây nữa xem tình hình nào Nói chung cái này rất là hồi hộp giây cuối này Còn 18 giây nữa liệu ai lên không? Hay là tất cả đều dừng lại chỗ 14 giây nữa, 14 giây nữa. Đừng nói là chốt hạ luôn thế này nhá, chưa đến giây cuối chưa biết ở đâu. Đây cho người xem thực tế một mùa đua luôn. Đây thay đổi chưa bạn thấy thay đổi chưa? Thay đổi rồi. Như vậy ở đây là thấy S1 lên mất rồi, S1 lên mất rồi. Như vậy là thấy là bạn Châu Tiên Sinh ấy không hề xuất hiện trong cái giai đoạn trước rồi. Nhưng mà chúng bạn này trong xe hộp server mình thôi như vậy là 60 điểm như thế chưa mình thấy mà thấy mình nói có đúng không 60 triệu điểm tốt 1 <laughs> tại mình tính những ước lượng mỗi mùa thêm 50 triệu à, mỗi mùa thêm 10 triệu điểm thôi không nhỉ vậy như vậy mùa 1 40 triệu mùa 2 mình 45 triệu đúng ra phải 50 triệu mới đúng nhưng mà đại khái là 40 45 triệu mùa 2 rồi. thì mùa 3 là, là 60 triệu điểm là quá chuẩn rồi nhưng nói chung là này bạn S1 mà không thuộc công hội mình thì mình cũng không vui lắm <laughs> mình không vui lắm trường hợp này nhưng muốn nói cho bạn thấy một điều đấy, ước lượng số điểm như thế Tức là mỗi mùa bạn cộng thêm khoảng tầm 10 triệu điểm thì số điểm ra số điểm chính xác thôi. Và như vậy hơi tiếc một chút là anh trái tên lửa cũng lên mà hụt một tí là 53 triệu điểm. Hay là bạn nhà quê đây thì bạn 39 triệu điểm là bạn hết cỡ rồi. Như vậy thôi cũng thể nói chung bạn này hết cỡ thì chắc là chịu chết rồi. Như vậy thì tôi cũng chia buồn bạn tí. Lúc đầu mình tưởng bạn này sẽ lên cơ nhưng mà cuối cùng là bạn Châu Tiên Sinh thì lên nhưng không sao nói chung người đại khái là hơi buồn một tí khi thấy S1 lên <laughs> nhưng mà thôi cho mọi người xem cái cái, vấn đề chứ như thế và sau đó bạn thấy cái vấn đề là nhận định là rất là quan trọng nhỉ nhận định số điểm là vô cùng quan trọng và thấy nhận mình nhận định đúng không? không nhỉ mặc dù mình không đua nhưng mình nhận định vô cùng chuẩn nhá <laughs> để chia sẻ mọi người như vậy như vậy là 60 triệu điểm cho top một mùa này nhé hơi chia buồn mấy bạn hụt một tí hơi tiếc cho anh trái tên lửa một tí 53 triệu điểm mặc dù cách tận 7 triệu điểm khá là cao đấy nhưng hơi tiếc một chút còn như bạn anh anh, anh nhà quê này cơ bản là cảm giác bạn hết hết sức có thể rồi nhưng mà được hạng ba ăn ủi rồi còn những cái bạn khác thì thôi chịu thôi nói chung đấy mùa này kết thúc cho bạn thấy một điều nhá toàn ăn nhau dây cuối nhỉ dây cuối thay đổi tất cả mà như vậy chắc chắn bạn châu tiên sinh top 1 thì chắc chắn t sẽ là top 1 của cái cây ma luôn tại vì bạn ấy quá nhiều điểm top 1 thì chắc chắn nó kéo công hội lên top 1 luôn cũng như cái mùa trước mình top một cây mình kéo cả hội mình lên top một luôn ấy thì kiểu kiểu như vậy thôi như vậy là mình đã thị phạm cho các bạn xem một mùa cái em mà cụ một nhá như vậy là hơi tiếc một chút nhá sẽ có những nỗi buồn sẽ có niềm vui đúng không nhỉ nói chung ở đây cũng hơi hơi tiếc cho một số server khác một tí nói chung là s 1 nó vẫn hơi bá đạo một tí thôi nhỉ đơn giản người ta tích lũy nhưng mà thực ra mình mặc dù rất là ghét bên bên lên hội đối thủ lên top 1 nhá nhưng phải chia sẻ thực lòng một chút là người ta lên top 1 là do người ta tích nhiều Người ta bỏ thời gian công sức rất là nhiều người ta phải đầu tư rất nhiều và tích lũy nhịn nhục rất là nhiều mới lên top một không nhỉ thành ra nói chung là mặc dù hơi hơi không 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 ưa bên này lắm nhưng tuy nhiên một điều cũng phải nói là top một vô cùng xứng đáng thôi chẳng có gì chả gì sai cả không nhỉ tại mình đã tính rất nhiều rồi 60 triệu điểm đây, đây hơn 60 triệu điểm một tí thế mình nói hoàn toàn chính xác không nhỉ để chia sẻ mọi người một chút vấn đề thế nhé thôi bây giờ nói chung là kết thúc cây ác ma cho biết ai top một không nhỉ thì chia sẻ mọi người một chút như vậy thôi có giờ sẽ kết thúc video ở đây nhé thì mong là cái chia sẻ của mình sẽ ích cho bạn nhé cứ nhớ vào số 10 triệu điểm cộng thêm một mùa để tính toán cho an toàn nhé nhỉ yeah. còn bây giờ kết thúc video ở đây nếu mà thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé xin chào nhé